Sinh viên thì làm gì ra tiền với anh? Nói thật các bạn nha, nếu mà Thiện quay thời sinh viên á, thời mà năm 2011, 2012 á, chắc chắn một điều là Thiện sẽ ngay lập tức tạo kênh YouTube cho mình các bạn nha. Và Thiện sẽ làm chủ đề về review phim các bạn nha. Tại sao? Tại vì nhu cầu giải trí của người dân Việt Nam chúng ta rất rất là nhiều các bạn nha, đặc biệt là trong thời gian hiện nay, người ta xem review rất rất là nhiều các bạn. Đấy, cho nên chúng ta làm chủ đề về review phim trên kênh YouTube nha. Sau đó chúng ta lấy video đó chúng ta đăng trên kênh YouTube rồi, chúng ta tạo thêm một cái fanpage nữa. Fanpage nha. Chúng ta đăng cái video đó trên fanpage luôn. Như vậy là chúng ta sẽ đăng được một video này được hai kênh và chúng ta sẽ kiếm tiền được trên cả hai kênh đó các bạn nha. Sau khi mà ra trường thì chắc chắn một điều là thu nhập các bạn ít nhất là khoảng hơn mấy triệu một tháng, được không ạ? Nhưng mà lưu ý nha, các bạn chỉ tận dụng thời gian rảnh thôi để các bạn làm những cái video review phim đó, được không ạ? Thì một tuần thì các bạn có thể ra từ 2 đến 3 video thôi, vì sinh viên đại học từ năm 1, năm 2, năm 3 khá là rảnh các bạn nha, khá là rảnh luôn. Có năm 4 cho đi thì các bạn mới bận rộn thôi. Thì cho nên nếu như mà bạn nào đang là sinh viên năm nhất, năm 2, năm 3 có xem được video này á, hãy tận dụng dành thời gian ra lập kênh YouTube, lập fanpage và chọn chủ đề để mà kiếm tiền online ngay tại phòng trọ, ngay tại nhà của các bạn nha. Sau khi ra trường, những cái bạn bè của bạn đi tìm việc, còn bạn đã có một cục tiền trong tay rồi.